bây giờ cô dâu chú rể đang được rước về nhà cha nha các bạn. Thì vì đây là đám cưới của cặp vợ chồng đã lấy nhau lâu rồi các bạn. Bây giờ mới có điều kiện tổ chức nên là mọi người là sang nhà hàng xóm để trang điểm. Thì bây giờ là rước về đây đây, rước về cổng. Đấy, đây là phong tục của từng bản một. Mỗi bản có một phong tục khác nhau nha các bạn. Hay để đám cưới. Đấy. Như ở bên đây là cũng như Việt Nam mình thời, như anh em mình cảm nhận là như Việt Nam mình thời xưa có tiếng loa, có tiếng nhạc là các em nhỏ chạy đến xem. Và mọi người ăn uống thì nấu bộ ăn ra là múc ra đĩa cho mọi người. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Tên là gì? Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Văn Hùng Vlog của cuộc sống tại châu Phi. Thì hôm nay anh em mình đang tiếp tục có mặt tại bản Niêm Văn Tuệ các bạn. Hiện tại hôm nay anh em mình đang có mặt ở nhà chị chủ mà hôm trước bán đất để anh em mình hôm sau xây trạm y tế đấy các bạn. Thì hôm trước chị cũng nói chuyện với anh em mình và cũng mời anh em mình hôm nay là đến tổ chức đám cưới cho con trai của chị đấy các bạn. Nên là cũng như các buổi đám cưới thì đến thì anh em mình có mua quà đến đây. Hôm trước là chị đã bán đất cho anh em mình vì để chia tiền cho các con ấy, cũng như để tổ chức cho con trai đấy các bạn. Hôm nay là vào mừng quà cưới cũng như đây. Ui giời, hát quá. Ui đây. Mừng mọi người vui đấy. Theo phong tục của địa phương đấy các bạn, anh em mình mua mấy chén nước, với cái nước ngọt cũng như bao gạo và dầu ăn rồi, bao gạo và thùng cá. Con đi vậy? Đây, đấy. Dầu ăn rồi, à dầu ăn trong xe. Đấy. Đấy. Phong tục của địa phương đấy các bạn. Đấy. Đây. Con đi. Ăn mai. Đây. Chị chủ yếu là người dân ở bên đây là chủ yếu là đậu, hầm đậu cũng như nấu mới là bột ngô ngày tổ chức đám cưới. Nên anh em mình có mua cá vào để hỗ trợ mọi người. Bên trong này là cái gì đấy? Đây bên trong này cũng toàn đậu thôi. Úi giời, khách đến là nằm ngủ luôn hai mẹ con rồi. Đây anh sang quá đấy. Đấy, khách ở xa đến đấy bạn, chị em Hoàng ở xa đến này. Đây em bé này. Đây. Đấy. Sang quá. Sang quá. Đây, ta ơi. Đây. Đồ ăn là tia là Bessie đi với con đi nha. Hai mày. Sing. Sing. À Bessie con Caro. Đi với con đi nha, đây là tu đồ bồ ngủ nữa. Sing. Tia là casa Bessie với cà phê đấy. Đây đấy. Tia là. Sing. Ta ơi. Sing. Đây, để mọi người đưa cá ra. Đây. 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 Tí nữa mới chính thức các bạn. Đây, bây giờ là đang nấu với bột ngô này. Đấy, người không có điều kiện thì mọi người nấu. Người nấu đang chưa người một tí ra cái đĩa đấy các bạn. Cái đĩa thì cũng như chan tí đậu vào thôi, không có cá đâu. Không có cá, không có gì cả nên anh em mình mua thùng cá thì to lắm. Như này thì mọi người mới có to cá thôi. Đấy. Có một đám cưới có cá, có đồ ăn. Đấy. Tập trung đây, chị em anh chị em tập trung lại đến là phụ giúp nấu ăn. Đấy. Hôm qua mình cũng nói gia đình chị ấy, ra trang trại mượn cái trong to về nấu ăn. Đấy ta bầu. Đấy.
phong tục ở bên đây như vậy, họ còn khó khăn đấy, nên là anh chị em cứ đến là tập trung nấu ăn đây này, bên trong này đây để đấy bên đó thôi, chị chú thôi, anh đi đem rồi phải đây kìa, nằm bánh này, đây, anh đi phát ra kìa, bô tô, đây, đây chú rể đây các bạn, chú rể đấy. Ai đang nấu tao đâu cả? Đâu tao đâu cả? Muốn ăn? Tí nữa thay quần áo. Ê, ui, làm gì làm bánh à? Ê, kì, vẫn là kì, bô đình nhu. Ê, bánh cưới này bảo ê. Đây, xinh. Ồ, đây này, bánh cưới này các bạn. Ê, bánh cưới của người người dân địa phương đấy. Ra về. Ồ, hay nhỉ. Vốn đằng, xinh. Xinh. Ê, ê, cứ đủ về. Cái này phải gì? Nó tên nụ nem rồi, anh xem là nhìn đây. Đấy, nó tên nụ nem rồi. Đây. Anh cái điệp bôi của cô Cô Tàn rồi em. Đấy. Đây, đây là phong tục. Ờ, gọi Dũng cho Dũng vào xem đi. Dũng ơi. Dũng ơi. Đây. Đây là phong tục của địa phương các bạn, làm bánh cưới đi. Đây, mình đứng ngoài sân mình nhìn thấy rồi. Để vào. Anh kìa, anh cái phu bà. À, su cá. Su cá cũng ô vũ. Xin. Aki bô đi nhủ thêm ra kì. Bô nhủ á. Aki kì. Xin. Aki phát ra cũng phát đi nhà. Fermento. Xin. Maidega. Su cá. Nơi đi. Xin. Ô vũ. Đi mau. À. Bột mì. Đường. Sữa. Trứng. Chanh. Để làm nên cái bánh này các bạn. Đấy. Không mọi người biết ta không phô cù á. Quán đồng biết ta phô cù yêu hoa phát ra bao á. Cho vào cái bếp củi, than củi đấy. Để nó ra cái bánh như này này. Đây. Tao tí với chồng như thế này là bánh cưới. Đây. Anh đi cùng. Suka. À, đây là đường với trứng đánh lên. Nó như này xong rồi. Tới lên cái bánh. Đây, bánh cưới của người dân địa phương đấy các bạn. Hay chưa? Ồ, cũng có cái to, cái nhỏ không người. Đây đi. Yeah. To nhỏ. Ta đây. Đây đây là phong tục anh làm bánh cưới của người dân địa phương đấy các bạn. Hay này. Đấy. Không phải. Đấy, ô. Đây này trứng này. Đây. Ôi vớ nghe của trứng ung rồi. Anh tâm ma này á. Đây này, trứng để đập á. Ta bông. Ấy kìa. Isso aqui é açúcar e corante. Ah. Corante, tá bom. Sim. 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 Màu xanh nữa. Đấy. Bánh cưới đấy. Đấy, bánh cưới. Bảo bây giờ cưới vợ làm cái bánh. Bánh buôn đi rồi. Đấy, để các chị làm các bạn đấy. Anh em mình mỗi nơi có một phong tục khác nhau. Đấy, người dân không có điều kiện đi mua bánh ngoài thị trấn là làm bánh đây, quyển loa đài, thuê loa đài đây, DJ đây, DJ đây, ra vậy, ui lại, bắt đi à, DJ đây, bắt đi à, trời, bắt đi đâu, anh ơi, đây rồi, cẩn thận không phổ đây, âm ni, không có bộ DJ, đây, cẩn thận không, sợ bụi, ta bồng, nó thành một nền, tạp vào, đây. Ui giời, mấy ông nông trại này nghỉ hết rồi. Đấy, cắt tóc. Tóc không? Có tóc cá bên luôn. Đấy, cắt tóc để tí đám cưới đấy. Các em thanh niên. Bên đây là mọi người đã làm nhà đấy, không có dạp. Ở bên đây là không có dạp nè. Làm cái nhà. Quán đi vào. Làm cái nhà cũng như hôm trước nhà bác Trường bán là anh em mình cũng thấy mọi người làm cái nhà này để tổ chức ở bên trong này này. Đây. Tổ chức ở bên trong này. Đây. Đây. Các bà này, các em nhỏ đến tập trung nhảy múa. Đây. Đám cưới đơn giản lắm, người Mateo này như chưa rẻ luôn. Ê, ê Mateo ơi, mình có ông để ý ơi. Kiếm ơi, bonito ơi. Yeah. Ê, đẹp ơi, mượn đây. Tia đã bao nửa về. Đẹp ấy. Đấy. Mình vừa mày mượn công đây kì. Ê xì. 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 Chặt, chặt. Bút lên thôi.
Buông đi được. Đấy. Không cài được. Phát xe kì. Phát xe kì nó đã. Thế là vinh đào. Đẹp, đây, của Mateo đấy các bạn. Đấy, Mateo mặc để hôm nay là đi đám cưới. Mateo ơi, đây. Đẹp ơi. Đơn giản lắm. Người dân thì... Có một... Bốn nữa. Ta bình, có đất là bốn thêm của một phát xe anh ấy. Phát xe, em xin. Các chị ấy bảo mang cái bánh cho anh em mình để mọi người làm đi chứ. Để mọi người làm đó, mình mọi người làm bánh. Cái con nhỏ này nhảy múa. Ôi trời các bà. Bảo bà nhảy đi. Không nhảy. Ê, nhảy hay ấy. Chân này. Cái thanh niên ấy rất dẻo. Cây cho mày dance à? Nhảy dẻo không? Bắt theo ấy, dance ra ấy. Đấy, mọi người là cứ đứng vui chơi nhảy múa đấy thôi. Đấy đội hậu cần nấu ăn. Đấy chỉ có chút bột ngô này. Không có nhiều đâu. Có tí thì anh em mình mua gạo rồi. Tí mọi người nấu mấy xoong. Cả bao gạo 25kg à. Bột ngô là mọi người nấu rồi. Mỗi có mọi người một chút chút thôi các bạn. Đấy chút chút để hàng xóm ăn uống. Đấy đám cưới này. Rau cải này. Rau cải mới đỗ thế thôi, không có gì đâu. Anh em mình mới mua cá vào thì tí nữa mọi người mới có cá thôi. Cái này, cứ bột ngô không này. Đấy. Đến làm đâu rồi. Đấy. Chỗ nào cũng đậu rồi. Đấy, các em này, em nhỏ này. Sô phu bà cũng kể cô gì đấy. Em mua có bê xì. Anh bê xì bùi. Đấy, giờ ra là có bột ngô không rồi mới tí rau cải. Đấy. Tí nữa có cá, mình còn tí nữa mọi người có cá ăn rồi. Đấy. Đấy, bây giờ mọi người cứ chia một ngô ra như này. Đấy, đám cưới đấy các bạn. Đám cưới ở quê như vậy thôi. Nhà ai giàu mới có điều kiện. Còn như không điều kiện là chỉ mỗi thì bột ngô chan thì đỗ vào ăn rồi. Không có gì đâu. Đấy. Tí nữa khi buổi lễ chính thức thì anh em mình tiếp tục mình quay để các bạn biết. Cái này nhỏ ấy. Đẹp ơi. À, biết chữ rồi. À. Biết chữ rồi. Đây. Chữ cho cái đường pha làm đúng là cho thứ bóng lặn viết thành cái chữ. Viết thành cái chữ này. Cho cái đường màu thứ bóng. Cái đường pha cái gì xanh xanh rồi. Nó lặn nó ra cái chữ. Hay nha. Thông minh nha. Hay nha. Nhà mình bánh sinh nhật họ làm cái nào này? Quay. À mình thì có cái bút. Có cái ống. Akisuka. 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 Korante. Đường mới là trứng mới là cái một màu. Biết là cái chữ. Cho trứng vào mới đường đánh lên nó mới dính. Đẹp ơi. Anh làm nó đáp viên á. Đặc quá. Ô, để các chị làm đi. Ô, ngồi này. Ngồi đây dai đẹp ngồi đây để run tay. Vậy là xe này nữa. Ê, có ăn nữa. Mày. Ê, có ăn nữa. Xe này nữa. Ê. Mình đi. Mọi người là đội cả cái dép ở ngoài thị trấn vào này và đám cưới để bán đấy các bạn. Đấy, bán cho ai đang đi đám cưới. Không có nào mua này. Đấy, ta bầu. Mua từ mua nì từ á.
đấy, dép đội ngoài thị trấn vào mới là quần áo để đi bán này. Double đây, đây các bà đây già mê ăn đây, ăn đến đám cưới đấy các bạn. Đám cưới thì mỗi người một cái đĩa bột ngô. Tao bông cui à đây đây anh sẽ bắt được bao tinh bê xì để tí nếu có cá này là sáng ra mọi người đó. Rồi cái đến là cái nhảy này có tiếng nhạc là có nhảy. Tí nữa có gì thì buổi lễ diễn ra như nào thì anh em mình sẽ quay để các bạn mà thấy phong tục của mỗi mỗi bản cũng một khác, mỗi nơi có một phong tục khác nhau nha các bạn. Bây giờ cô dâu chú rể đang được rước về nhà cha nha các bạn. Thì vì đây là đám cưới của cặp vợ chồng đã lấy nhau lâu rồi các bạn. Bây giờ mới có điều kiện tổ chức nên mọi người là sang nhà hàng xóm để trang điểm. Nhưng bây giờ là rước về đây, rước về cổng. Đấy, đây là phong tục của từng bản một. Mỗi bản có một phong tục khác nhau nha các bạn. Anh em mình thì vừa rồi thì không sang, mọi người trang điểm ở bên nhà hàng xóm. Không, bây giờ là rước về đây. Đấy. Đấy, cô dâu chú rể đây. Đấy. Để rước vào trong nhà trai tổ chức. Rước sang nhà khác trang điểm rồi. Đấy. Bây giờ là cô dâu chú rể bước vào cổng. Đấy. Đấy. Xem nào. Ôi giời, cái ông này làm dám làm đứt dây rồi. Có người ra đón mình, anh em mình đứng đây xem. Nào đây đây. Có bà mang tặng hoa. Vì hai em này là đã làm lễ ở nhà thờ, không đưa về ở với nhau có con rồi nha các bạn. Đấy. Bây giờ mới có điều kiện mới tổ chức đám cưới. Người đến đông lắm, nhất là các em nhỏ rất là đông.
mẹ chồng ra đón. Mẹ chồng cầm hoa ra đón. Không dùng. Bứt cái dây chuối. Bứt cái dây chuối là mỗi nơi có một phong tục đây là phong tục của bản Nippon rồi. Chị áo vàng là mẹ của chú rể, còn cái bác này là bác lớn tuổi và là gia đình nhà trai. Bác lớn tuổi ở nhà trai nữa lên ôm chú rể, ông tặng chú rể một bông hoa. Em chống gậy đi đằng trước là như kiểu là dẫn đường ấy. Em thanh niên kia vợ dẫn đường cô dâu chú rể là không được cười. Đã xong thủ tục rồi, xong thủ tục rồi. Bây giờ đi vào trong cổng. Hay nhỉ, đám cưới. Nhưng ở bên đây là cũng như Việt Nam mình thời, như anh em mình cảm nhận là như Việt Nam mình thời xưa. Có tiếng loa, có tiếng nhạc là các em nhỏ chạy đến xem. Và mọi người ăn uống thì nấu bộ ăn ra là múc ra đĩa cho mọi người. Các em nhỏ đến thì cũng đều được có được bột ngô đồ ăn đấy. Không bánh kẹo này, không thuốc, không trầu như Việt Nam mình. Việt Nam mình ngày xưa cũng có thuốc, có trầu, rồi là có bánh kẹo, rồi hạt hướng dương, rồi nước ngọt đủ kiểu. Nhưng ở bên này không có đấy. Rước bây giờ là rước vào trong bên trong rồi, tổ chức ở bên trong rồi như kiểu nhà bạn. Buổi đám cưới thì tất cả người dân và họ hàng đều nhảy múa. Nhưng cô dâu chú rể là không được cười. Cười là như kiểu là bị phạm luật. Cô dâu chú rể không cười. Không phải đám cưới nào thì chú rể cười. Không được cười. Có người trêu đùa cũng không được cười. Dắt chú rể vào trước. Có một người vẫn cứ đứng trêu cô dâu để cho cô dâu cười, nhưng mà cô dâu không được cười. Cái chị này dắt rồi. Dắt vào trong chỗ nhà tổ chức, dắt vào trong nhà bạc mà. Bây giờ là đoàn này cô dâu được vậy là vào trước đấy, cùng với cô dâu chú rể để tí nữa hai bên gia đình nói chuyện. Đây gia đình nhà gái này thì cô dâu chú rể là năm lễ nhà ở nhà thờ từ rất là lâu rồi, hai vợ chồng về ở với nhau bây giờ mới tổ chức đám cưới đấy. Thì có bên nhà gái ở một bên đây, thì còn là từ quá trình vừa rồi là rước dâu vào là chỉ có nhà cha là không có nhà gái đấy. Bây giờ là hai bên gia đình vào bên trong mà tiếp tục ngồi nói chuyện đấy. Anh em mình từ gia đình mời ở bên trong này.
để chứng kiến mọi người làm lễ. Nó xuống xét đây. À, ngồi đây à? Anh em mình có một bàn ở đây rồi. Anh em mình được gia đình nhà cô dâu sắp xếp một cái bàn đây, cỗ đây các bạn. Có thật. Mọi người đang đứng ở bên kia. Anh em mình được sắp xếp một cái bàn. Bàn đây là đồ ăn mình. Mình quay sơ qua một chút đồ ăn của buổi đám cưới đây. Là bột ngô với đùi gà, bột ngô với thịt gà, mới là bánh. Và đây là như kiểu bánh mì. Bánh mì nó lặn mọi người sấy ra. Còn đây, đây một đĩa gà rán nữa. Đấy, là của anh em mình được gia đình ưu tiên hơn. Oh, yeah.
tất cả các thủ tục, những phong tục của địa phương các bạn, phong tục ngày đám cưới của địa phương tại bản Nem Bon Tre. Nước mười bánh gia đình nhà gái các bạn. Bánh cưới là có nước ngọt ra để mời gia đình nhà gái. Ok, nhưng mà thì vừa rồi thì mọi người đã làm hai bên gia đình đã làm thủ tục cô dâu của chú rể rồi, thì bây giờ là đại diện bên nhà trai và nhà gái ngồi trong khu nhà, gọi là trong khu đã được quay rồi, sắp đặt sẵn trước rồi để dùng bữa nhé các bạn. Thì anh em mình rất là vinh dự được nhà gái cũng được gia đình nhà trai tiếp đón, cũng rất là vinh dự được sắp xếp một cái bàn ngồi đây. Mình với Mateo mới bảo với Dũng, cái ghế này là của em quay phim, em Gabi, là năm anh em mình, năm rồi đúng không, hai đúng rồi, năm cái ghế, năm người, năm anh em mình là mọi người sắp cho một cái bàn đấy, có đồ ăn đây, có bột đây này, anh đây bột ngô mới là bột ngô mới thịt gà mới đậu này. Còn anh em mình là có cũng ở đây cũng thế này, đây cũng là đây cũng bột ngô mới là thịt gà. Nhà chị chủ thì chị biết anh em mình là không ăn bột ngô nên là chị cũng có chuẩn bị cho một cái bánh này và một đĩa gà chiên đấy, gà rán đấy, có một két nước ngọt. Còn bên đây là mọi người đang lấy đồ ăn ra trong một cái nhà nhỏ nhỏ này, múc đồ ăn cá cũng như đỗ đậu đây, cũng bột ngô để tí đưa ra bàn bên đây thì để cho gia đình nhà gái và gia đình nhà trai, những đại diện của gia đình nhà gái với nhà trai mới ngồi ở bên đây ăn đấy các bạn. Còn ở bên ngoài bên hàng xóm ấy, tất cả các em nhỏ như thanh niên là đến tập trung, đến là đang nhảy múa ở bên ngoài này, rồi tí mọi người mới ăn sau. Đây là bên trong này, là khu này là để quay để tiếp đón khách của gia đình nhà trai và nhà gái. Còn mọi người bên đây là chưa ăn uống, mọi người nấu nhiều lắm, bột ngô mới là cá ở bên ngoài kia, tí mọi người là sẽ ăn uống sau. Đây mọi người đang nhảy múa ở bên ngoài này đấy, tất cả gọi là nhiều, cứ không phải là khách mời đâu, khách không mời cũng đến, cứ nghe thấy tiếng nhạc là mọi người đến vui chơi nhảy múa. Và nhà trai nhà tổ chức đám cưới có đồ ăn gì thì mọi người sẽ ăn thứ đó, cũng như có bột ngô thì ăn bột ngô, kể cả những người lớn tuổi cũng như các em nhỏ đấy, là mọi người cứ vui chơi nhảy múa bên đây đấy. Đấy, có nước ngọt, rồi là nước sang quà là cái một nước ngọt của địa phương, mọi người làm một cái thùng nước ngọt của địa phương để ở giữa, mọi người cứ nhảy múa rồi khát là uống nước ngọt đấy. Sau đó thì sẽ có đồ ăn ở bên ngoài đấy, mình quay sơ qua ở bên trong một chút nữa thì mình cũng xin phép để dừng video đấy các bạn đấy. Đấy, mọi người bây giờ là cái chuyển hết đồ ăn ra, cô dâu chú rể cùng hai họ gia đình, có cả bên đây là gia đình nhà gái, có cả bác trưởng bản tại bản Campo Nong Gà đấy. Đấy, cứ bê đĩa ra đầy đủ, hết đĩa tất cả, từng người một ngồi trong đây là toàn đại diện của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái. Thì quá trình ăn uống thì anh em mình sẽ xin phép không quay nữa nha các bạn, mong các bạn thông cảm để mọi người ăn uống tự nhiên đấy, cũng như giờ mọi người đang sắp xếp đồ ăn nha, cũng như vừa mình cũng nói rồi thì anh em mình cũng có đây, thì tí sẽ ăn sau thôi các bạn. Đấy, thì ok các bạn, thì bây giờ anh em mình xin phép là khi mọi người ăn uống là anh em mình cũng không quay một người ăn uống nữa. Thì cũng như trên đầu video anh em mình nói thì hôm nay anh em mình cũng được rất là vinh dự được chị bán đất để hôm sau anh em mình mua trạm y xây dựng trạm y tế các bạn,
gia đình chị có mời anh em mình đến tham dự buổi tiệc đám cưới con trai của anh chị các bạn. Thì quá trình đám cưới tổ chức theo phong tục địa phương cũng như của bản Ninh Môn Tuệ thì anh em mình cũng đã quay để các bạn quay và cũng đã nói để các bạn được biết hết rồi. Thì bây giờ đến lúc mà ăn uống thì anh em mình xin phép không quay nữa các bạn. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa, các anh em mình xin một like, một chia sẻ với cái kênh Đông Ba Nù Vlog của cả số người châu Phi. Chào các bạn. Hey, wow. Chào mọi người ăn uống. Thế mình ngày quay một chút bên ngoài nữa. Đấy, ăn uống bên ngoài thì cứ vui chơi, mình nhảy múa. Thì khi nào mệt thì mọi người có đồ ăn, có một tổ. Bên đây là bên trong này là đồ ăn để phục vụ đại diện hai bên gia đình, nhà gái và nhà trai. Chủ yếu là nhà gái là nhiều. Anh em mình thấy nhà gái là nhiều. Còn bên ngoài là của khách thập phương cũng như các em nhỏ tập trung đến đông lắm các bạn. Cảm tưởng cũng gần như là như ở Việt Nam nhà mình mấy chục năm trước ấy. Như ngày xưa anh em mình còn nhỏ cũng thế đấy, cứ thấy có đám cưới là chạy đến là xem đám cưới. Thì ở bên đây các em nhỏ cũng như vậy, cứ đám cưới là nghe tiếng nhạc là chạy đến xem. Và khi nhà có tổ chức đám cưới thì có đồ ăn thì sẽ là chia cho các em, chia cho mọi người. Đây mấy xoong bột ngô cũng như đồ ăn ở bên ngoài là đang múc, đang chia này, cơm đây. Thì anh em mình nhà ai mà có điều kiện thì có đồ ăn phát cho các em nhỏ, còn không có điều kiện thì mọi các em chỉ đến là uống nước ngọt của người dân nấu đấy các bạn. Còn như anh em mình, như nhà chị chủ đây thì anh em mình có mua bao gạo. Thì hôm trước anh em gạo chị cũng chuẩn bị rất là nhiều bột ngô. Thì bây giờ là cứ múc ra mỗi đĩa một ít này thôi này, đang làm với cá nữa để là chia cho người dân, chia cho những cái em nhỏ đến xem đám cưới. Đây là xem đám cưới đấy các bạn. Đấy, thì bây giờ anh em mình cứ để mọi người tự nhiên, thì anh em mình xin phép dừng video nha các bạn. Phong tục của địa phương đấy, đông lắm. Đây. Đi rồi.